Cho nên pháp môn này Chúng ta đạt được là đại hoan hỷ Dù thiên tai đến cũng không sợ Vẫn còn kịp Chúng ta đủ thời gian Nhất định được sanh tịnh độ Một điều kiện quan trọng Là phải buông bỏ tất cả Tất cả những gì trong thế gian Đều không hề lưu luyến Như vậy mới có cảm ứng Nếu quý vị còn có vướng mắt Còn phải dặn dò việc này Dặn dò việc kia Như vậy thì quá phiền phức Buông bỏ tất cả Dứt quát cắt đứt Mà không hề lưu luyến Như vậy thì mới được Tôi sống trên thế gian này Sống ngày nào giảng kinh ngày đó Chuyên giảng kinh vô lượng thọ Ngày nào ra đi cũng được đều tự tại không như vậy sao được tính tâm kiên định nguyện tâm kiên định nhất định phải học ba chữ này trú hành niệm nắm bắt ba chữ này thực sự trú chỗ của phật a di đà trú làm điều di đà làm Nghĩ điều gì đà nghĩ Tâm phải rộng mở Trong Hoàng Nguyên Quán nói Hàm dung không hữu Quý vị xem tâm lượng đó lớn biết bao Nghĩa là bình thường chúng ta nói Tâm bao thái hư lượng trâu xa giới Biến Pháp giới hư không giới là Phật A-di-đà Đây gọi là niệm Phật Mọi người, mọi sự, mọi vật Không có gì không phải là Phật A-di-đà Hư không Pháp giới là Phật A-di-đà Đầu sợi lông của chúng ta là Phật A-di-đà Một hạt bụi là Phật A-di-đà Người niệm Phật nhất định phải dung hợp thành một Cùng với tất cả chúng sanh Tất cả người sự Phật khắp hư không Pháp giới Chính là Phật A-di-đà Làm sao họ không vãng sanh được Vãng sanh nhất định thu thắng hơn Duyên Kha Thu thắng hơn tiên sinh Chu Quảng Đại Tiên sinh Chu Quảng Đại chỉ được cảnh giới này đây là những chuyện mà chúng ta tự thân chứng kiến đều là Bồ Tát đến thị hiện cho chúng ta thấy chúng ta xem bên dưới nhận xét trong gia tường sớ gia tường sớ nói khứ lai hiện tại đây là ba đời quá là đời quá khứ lai là đời vị lai hiện tại phật phật tương niệm quá khứ hiện tại vị lai chư phật đều khổ tương niệm nói rõ chư phật ba đời đều có ý niệm giáo hóa chúng sanh ánh sáng chiếu đan sen trí tuệ cũng chiếu đan sen nên gọi là khổ tương niệm đây là điều chúng ta phải học Nếu chúng ta không hiểu đạo lý này Có cái nhìn nhân ngã chỉ vi Không bao dung người khác Như vậy làm sao vãng sanh